cú lên on của golfer Lê Xuân Quang, bóng backspin nhưng mà không đủ để có thể tiến về gần hơn cờ hơn nữa. Vậy là golfer Trần An Toàn đã quyết định thực hiện một cú chip. Một cú chip tốt. Nếu như may mắn một chút nữa thì bóng hoàn toàn có thể lăn về phía cờ và chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng sao đây là một khoảng cách tốt để Trần An Toàn có thể thực hiện một cú gạt ghi điểm par. Chip tốt hơn so với cú chip của Nguyễn Thị Tố Huyền trước đó, và chị đã đưa được bóng đến gần vị trí cờ. Bóng của Nguyễn Duy Dậu đã lăn vào green ở mép trước, khoảng cách đã còn khoảng hơn một cờ nữa thôi. Ngày qua thì golfer Nguyễn Ngọc Bảo cũng thi đấu khá tốt. Đây là những hình ảnh của golfer Nguyễn Ngọc Bảo ở trong ngày thi đấu đầu tiên. Những pha lên on và những pha kết thúc rất tốt. Giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt từ VZ Sport vẫn chưa có golfer nào giành được. Phạt bóng rất hay. Giữa hôm qua thì Andrew Phạm là người xuất sắc nhất với 3 birdie cùng 3 bogey, mang đến cho anh một điểm even par.